Chúng con xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình 5 phút suy niệm lời Chúa mỗi ngày do Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston phụ trách. Tôi là Linh mục Phào Lô Nguyễn Hải đăng. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của ngày thứ Sáu trong tuần lễ thứ 5 mùa Phục sinh năm C. Tin mừng được trích theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 12 đến câu 17. khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và các cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em sinh cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn. Trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng như trong lịch sử của giáo hội luôn có những biến cố mà chúng ta gọi là những biến cố bước ngoặt những biến cố đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn mới trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và sự kiện thánh phaolô cũng như thánh ba na ba lần đầu tiên rao dạng tin mừng cho dân ngoại thành desbe Besge và Antiochia và đã thu phục được rất nhiều người tin vào Đức Giêsu mà chúng ta lắng nghe trong bài đọc một trích sách công vụ tông đồ ngày hôm nay. Được coi là một biến cố bước ngoặt trong lịch sử của giáo hội Chúng ta gọi đó là một biến cố bước ngoặt, bởi sau khi Đức Giêsu lên trời, giáo hội chỉ gói gọn trên vùng đất của người Do Thái và chỉ đón nhận người Do Thái vào trong giáo hội. Và đây là lần đầu tiên Thánh Phaolô rao giảng và làm phép rửa cho những người dân ngoại. Những người luôn bị kết án là ô uế là không thanh sạch chính biến cố này đã đánh dấu một bước phát triển hoàn toàn mới trong lịch sử của giáo hội giáo hội từ đây không còn là giáo hội của người do thái nữa mà là giáo hội của mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ nếu không có biến cố lịch sử này sẽ không có sự phát triển và lan rộng của giáo hội sau này và có lẽ chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ không thuộc về giáo hội như bây giờ để ngày hôm nay khi chúng ta đọc lại biến cố lịch sử này, chúng ta cần tự hỏi rằng, vậy ngày hôm nay có một sự kiện nào hay một dấu chỉ bước ngoặt nào trong thời đại của chúng ta có thể làm cho tin mừng của Đức Giêsu được ảnh hưởng cách sâu rộng trên đời sống của con người ngày hôm nay hay không? triết gia Emmanuel, ông đã nói một câu rất hay rằng nếu một tảng đá được đặt đúng chỗ, nó có thể làm chuyển hướng đi của cả một dòng sông. Và nếu giáo hội của Đức Giêsu là chính mỗi người chúng ta, là một tảng đá được đặt đúng chỗ trong lịch sử, chúng ta cũng sẽ làm chuyển hướng và góp phần thay đổi lịch sử của con người. Vậy biến cố bước ngoặt đó là gì? Biến cố bước ngoặt đó chính là giới luật yêu thương của Đức Giêsu mà chính Đức Giêsu mời gọi chúng ta trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Trong một bối cảnh thời đại mà giáo hội ngày hôm nay đang phải gặp rất nhiều khủng hoảng, nhiều nhà thờ, nhiều dòng tu và nhiều chủng viện phải đóng cửa vì không có giáo dân và thiếu ơn gọi. Nhưng bên cạnh một giáo hội đang phải đối diện với rất nhiều khủng hoảng đó, Thiên Chúa cũng gửi đến trong giáo hội nhiều vị thánh của tình yêu, như mẹ Teresa Cancusta, như đức thánh giáo hoàng Gianfolo đề Nhị, như cha Maximilian Colbert cuộc đời của các ngài cho chúng ta thấy rất rõ rằng điều duy nhất mà giáo hội có thể làm ngày hôm nay để đánh thức lương tri và làm thay đổi đời sống của con người ngày hôm nay chính là giới luật yêu thương của Đức Giêsu. Một nhà thần học nổi tiếng của công đồng Vaticano II trước khi mất, Ngài đã chia sẻ một ước mơ, một thao thức rất lớn của Ngài đó là tôi có một ước mơ là một ngày nào đó mỗi gia đình công giáo sẽ là một cộng đoàn yêu thương mỗi sứ đạo công giáo sẽ là một cộng đoàn yêu thương nhưng để cho ước mơ đó trở thành hiện thực bên cạnh sự hoạt động của thiên chúa thiên chúa cũng cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta có lẽ trong giây phút này mỗi người chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận trước mặt thiên chúa Lạy Chúa, Chúa muốn mỗi người chúng con cộng tác với Chúa để làm cho cuộc sống này, thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, đáng sống hơn và thấm nhuần trước tin mừng hơn. Nhưng chúng con là những con người yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con đủ can đảm đáp lại lời mời gọi sống dưới luật yêu thương của Chúa ngay trong đời sống gia đình với những người anh em, chị em trong cộng đoàn và với tất cả những ai mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Để chúng con được góp phần làm cho tin mừng yêu thương của Chúa được thấm nhập và biến đổi chính cuộc đời của chúng con. Cũng như cuộc đời của những người anh em, chị em đang sống chung quanh chúng con. AMEN